Trong những ngày ấy, lại có một đám rất đông và họ không có gì ăn. Nên Đức Giê-xu gọi các môn đệ lại mà nói: Thầy chạnh lòng thương đám đông vì họ ở luôn với thầy đã 3 ngày rồi mà không có gì ăn. Nếu thầy giải tán để họ nhịn đói mà về nhà thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó lại có những người ở xa đến. Các môn đệ thưa người: Ở đây trong nơi hoang vắng này lấy đâu ra bánh cho họ ăn no? Người hỏi các ông: Anh em có mấy chiếc bánh? Các ông đáp: Thưa, có 7 chiếc. Người truyền cho họ ngồi xuống đất, rồi người cầm lấy 7 chiếc bánh, dâng lời tạ ơn và bẻ ra trao cho các môn đệ để các ông dọn ra. Và các ông đã dọn ra cho đám đông. Các ông cũng có mấy con cá nhỏ. Người đọc lời chúc tụng, rồi bảo các ông dọn luôn cá nữa. Đám đông đã ăn và được no nê. Người ta nhặt lấy những mẩu bánh còn thừa, 7 giỏ, mà đám đông có khoảng 4.000 người. Người giải tán họ. Lập tức Đức Giê-xu xuống thuyền với các môn đệ và đến miền Dalmanutha. Kính chào ông bà và anh chị em. Hôm nay là ngày thứ 7 sau Chủ nhật thứ 5 mùa thường niên. Trong ngày thứ 7, chúng ta được mời gọi chạy đến với Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của chúng ta. Đặc biệt, đối với các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, ngày thứ 7 là ngày đặc biệt hướng về Đức Mẹ, dâng lễ kính Đức Mẹ hằng cứu giúp. Nhất là những ngày thứ 7 minh niên đầu năm như thế này, thì chúng tôi được cùng với những người con cái của mẹ Maria khắp nơi hành hương kính mẹ và dâng lên mẹ tâm tình ước nguyện của những ngày đầu năm. Kính thưa ông bà và anh chị em, trong tin mừng chúng ta thấy khi Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều thì có một trình thuật Ngài hóa bánh ra nuôi 5.000 người đàn ông không kể đàn bà và phụ nữ, thì có một em bé có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Trong trình thuật Thánh Marco chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều nuôi 4.000 người ăn, thì ở đây các ông có 7 chiếc bánh. Có lẽ chúng ta không đặt câu hỏi tại sao Chúa Giêsu cần bánh để làm phép lạ hóa ra nhiều. Ngài có thể làm phép lạ không cần bánh và cần cá, nhưng mà Ngài phán một lời có bánh và có cá hay không? Thưa ông bà và anh chị em, Chúa làm được chứ, quyền năng của Chúa làm được chứ. Nhưng không, Chúa không làm vậy. Chúa luôn hỏi các ông ở đây có bao nhiêu bánh, có bao nhiêu cá. Chúa mời gọi sự cộng tác của các môn đệ, của mỗi người chúng ta. Có thể sự cộng tác rất nhỏ bé, rất nhỏ bé, nhưng mà Chúa cần. Điều đó nói lên rằng để mà nuôi dân chúng, để làm cho dân chúng được no đầy, no đủ, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy cùng với Chúa làm điều đó. Giáo hội luôn mời gọi con cái của mình như lời của Thánh Phaolô: hãy kiên trì làm việc thiện. Kiên trì làm việc thiện. Người Công giáo của chúng ta có truyền thống, có tấm lòng quảng đại, rộng mở với anh chị em của mình. Nhờ việc chúng ta nghe lời của Chúa, nhờ việc chúng ta nghe lời Chúa hướng dẫn dạy dỗ chúng ta, và chúng ta có tấm lòng quảng đại và rộng mở với anh chị em của mình như vậy. Điều đó là điều tốt lành, điều đó là điều thánh thiện, và điều đó là điều đẹp lòng Thiên Chúa. Khi chúng ta chạy đến với Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của chúng ta dâng lên mẹ những tâm tình của đời sống cá nhân hay là gia đình của chúng ta, xin mẹ
cầu thay nguyện giúp và xin mẹ ban cho chúng con điều này, điều kia trong đời sống thường nhật, công ăn việc làm, sức khỏe, việc nuôi dạy con cái, mối tương quan trong gia đình hay là đời sống đức tin. Thì xin cho mỗi người chúng ta cũng hãy có lòng quảng đại như mẹ, mẹ của chúng ta. Hãy có lòng quảng đại với anh chị em của mình. Người Việt Nam chúng ta có câu rất hay: sợi nở thì trời cho, bo bo thì trời giữ lại. Lòng quảng đại không có làm cho chúng ta thiệt hại đâu. Sợi nở Thiên Chúa sẽ cho, bo bo giữ lấy thì Thiên Chúa sẽ co lại. Chúa Giêsu Ngài nói: anh em đong đấu nào thì Ngài sẽ đong lại bằng đấu ấy, và dằn lắc đổ đầy vạt áo anh em. Thiên Chúa không thua lòng quảng đại của mỗi người chúng ta khi chúng ta biết cho đi và khi chúng ta biết quảng đại với anh chị em của mình. Có thể thương bà và anh chị em, chúng ta không phải là người giàu có, nhưng chúng ta có rất nhiều cách thức chúng ta cho đi. Tôi phụ trách công việc bác ái xã hội, tôi thấy nhiều anh chị em có lòng quảng đại như vậy. Một cái việc mà share cái bài viết đó, biết là đây là điều tin tưởng rồi, mình share để cho nhiều người biết hơn, đó là điều mình mong muốn, rằng cái người bệnh nhân này, cái trường hợp này được cứu giúp. Nhưng mà trên mạng xã hội thì ông bà và anh chị em cũng phải cẩn thận, có rất nhiều trang giả mạo, những trường hợp giả mạo. Mình không phải mình cứ thấy là share, không thấy là mình chuyển, không phải cứ thấy là mình giới thiệu. Không, mình biết đâu là điều đáng tin, đâu là điều đáng tin. Khi có địa chỉ, khi có số điện thoại, hay là mình đã xác minh những cái trang mà uy tín, như vậy. Chúng ta xin mẹ Maria gìn giữ nâng đỡ mỗi người chúng ta trong tình thương của mẹ. Xin cho mỗi người chúng ta cũng hãy có lòng quảng đại như mẹ. Chạy đến với mẹ trong ngày thứ bảy hôm nay, xin cho chúng ta có niềm vui làm con cái của Thiên Chúa, có mẹ Maria đồng hành trong đời sống đức tin, để chúng ta không thất vọng trong đời sống đức tin của chúng ta, để chúng ta luôn cậy trông với tất cả niềm hy vọng mẹ, mẹ hằng cứu giúp, mẹ luôn luôn cứu giúp chở che chúng ta, đoàn con cái của mẹ nơi dương thế này. Amen.